Đức Phật dạy tu thanh tịnh thiền và vượt hải triều dương. Khi Đức Phật giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa xong, nhiều vị nhận được ý sâu màu của Đức Phật dạy, cũng có nhiều người chưa nhận ra. Do đó, ông Ananda đầy đủ lễ nghi có trình thưa hỏi với Đức Phật như sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, trong 28 phẩm của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai dạy phần nhiều là ẩn dụ. Do đó, phần đông chúng con có người nhận ra yếu chỉ sâu màu của Như Lai dạy, cũng có rất nhiều người không nhận ra. Con là người gần gũi Thế Tôn, cũng là người nhớ sai nhất, nên con được hầu hết những người có mặt hôm nay yêu cầu con trình thưa hỏi Đức Thế Tôn về pháp môn tu thanh tịnh thiền. Trước, để những người chưa nhận ra ý sâu màu của Đức Thế Tôn dạy, họ biết được. Sau, con ghi chép lại, lưu truyền cho hậu thế biết pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật khen ông Ananda và đại chúng. Này đại chúng và ông Ananda, các ông thưa hỏi rất đúng lúc. Đây là câu hỏi then chốt để những người tu theo đạo thiền thanh tịnh của Như Lai dạy mà muốn tìm đường về nguồn cội của chính mình. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao Như Lai không nói? Vì pháp môn tu thanh tịnh thiền này là tối thượng, tối tôn, tối mật. Nếu các ông không hỏi thì Như Lai không nói. Vì sao vậy? Vì pháp môn này không thể nói bừa bãi được. Suốt mấy năm sau cùng, Như Lai dạy kinh Diệu Pháp Liên Hoa, không ai hỏi việc tu thanh tịnh thiền này cả, mà đến nghe Như Lai nói rồi ra về, hoặc có hỏi là hỏi những câu còn nằm trong luân hồi của vật lý, chứ không có ai hỏi chỗ sâu màu của đạo lý để vượt ra ngoài sự cuốn hút nhân quả luân hồi của thế giới vật lý âm dương này. Tất cả những người đến nghe Như Lai nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, họ chán mà bỏ đi rất đông, không ở lại nghe. Vì vậy, Như Lai nói ra pháp môn tối thượng, tối tôn, tối mật này, phải có người thỉnh và cầu xin thì Như Lai mới nói. Hôm nay, duyên lớn, phước lớn của ông bà có mặt ở đây, cũng là phước lớn cho hậu thế nhiều đời sau nữa. Nên ông Ananda thay mặt ông bà hỏi Như Lai pháp môn tu thanh tịnh thiền này. Như Lai sẽ dạy và huyền ký cho các ông bà biết. Đức Phật hỏi ông Anan và đại chúng: Vậy mục đích của ông bà muốn tu thanh tịnh thiền để làm gì? Ông Ananda và đại chúng đều trả lời: Dạ, chúng con tu thanh tịnh thiền là muốn giải thoát. Đức Phật lại hỏi: Các ông bà có dám tu thanh tịnh thiền không? Vì sao Như Lai hỏi ông bà như vậy? Vì người tu pháp môn thanh tịnh thiền này là phải vô trụ với vật chất. Nếu các ông bà vô trụ được thì Như Lai sẽ dạy, còn không vô trụ được thì Như Lai không dạy. Tất cả những người có mặt, ai ai cũng đồng thanh nói: Dạ, chúng con vô trụ được, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật nghe đại chúng khẩn xin dạy pháp môn thanh tịnh thiền, nên Đức Phật dạy: Các ông bà muốn tu thanh tịnh thiền thì trước hết phải rõ thông bốn điều như sau. Một, mục đích tu thanh tịnh thiền là để được cái gì? Hai, phải hiểu nơi mình muốn đến là ở đâu? Ba, tánh Phật của mình cấu tạo ra sao? 4. Tánh người của mình có sao phải tướng? 4 căn bản nói trên, ông bà nào biết đưa tay lên? Liền khi đó, ông tỳ kheo Lành An Huy đưa tay lên nói là ông biết. Đức Phật liền bảo ông: Nếu ông biết, hãy ra trước Như Lai, trình cho Như Lai và đại chúng nghe, coi có đúng không? Ông tỳ kheo Lãnh An Huy liền ra trước Đức Phật, quỳ gối
chắp tay thưa trình cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con xin trình với Đức Thế Tôn 4 câu hỏi mà Đức Thế Tôn đã hỏi chúng con. Câu 1. Mục đích của chúng con tu thanh tịnh thiền là mong được giác ngộ và giải thoát. Câu 2. Nơi mà chúng con muốn đến là bể tánh thanh tịnh, tức nơi mười phương chư Phật sống. Câu 3. Tánh Phật là tự nhiên có 4 thứ: thấy, nghe, nói và biết. Câu 4. Tánh người của chúng con có đến 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạn, nghi, ác, kiến. Tánh người của chúng con có 16 thứ nói trên. Đã vậy, bên ngoài tánh người của chúng con lại còn có thêm 84.000 cái bong bóng ảo giác do điện tử âm dương bao phủ nữa, nên chúng con không biết được đường về trở về nguồn cội của chính chúng con. Vậy, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con công thức vượt ra ngoài sinh tử luân hồi nơi thế giới này. Chúng con xin cảm ơn Đức Thế Tôn. Ông nói xong, liền lạy Đức Phật. Đức Phật dạy ông Lành An Huy và đại chúng: Này tỳ kheo Lành An Huy và đại chúng, 4 câu hỏi của Như Lai hỏi, ông Lành An Huy đã trả lời cho Như Lai rất chính xác. Đức Phật liền nhìn qua hết đại chúng, rồi nhìn sang ông Duy Ma Cật, nói tiếp như sau: Căn bản, ông tỳ kheo Lành An Huy đã nói rồi. Vậy ở đây, có người nào biết công thức tu thanh tịnh thiền không? Đức Phật đợi một hồi lâu mà không ai đưa tay lên. Nên Đức Phật nói với ông Duy Ma Cật: Này ông Duy Ma Cật, hôm nay có ông ở đây. Vậy ông hãy nói công thức tu thanh tịnh thiền để thoát ra ngoài nhân quả luân hồi của vật lý âm dương này, để cho mọi người biết mà tu tập. Vâng lời Đức Phật, ông Duy Ma Cật liền đứng dậy ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con là hàng cư sĩ, theo khuôn phép con không được phép đứng trước các vị là tỳ kheo và đại chúng nói công thức tu pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát. Nhưng Đức Thế Tôn dạy con nói, nên con xin trình bày pháp môn thanh tịnh thiền và công thức giải thoát để quý vị nghe. Ông Duy Ma Cật nói, người muốn tu thanh tịnh thiền và biết công thức giải thoát thì phải hiểu căn bản như sau. Trong tánh Phật có cái ý và 4 thứ: thấy, nghe, nói và biết. Tất cả đều là thanh tịnh, do điện tử quang bao bọc thành một khối rất nhỏ. Khối này gọi là Phật tánh. Phật tánh này nhìn vào thế giới loài người thấy lạ, nên tìm đường vào xem thử. Khi di chuyển vòng quanh thế giới loài người, thấy có cái cửa, Phật tánh vừa đến trước cửa này, bất ngờ Phật tánh bị hút vào và bị rơi vào thế giới loài người. Cửa này gọi là cửa hại chiều âm, có 2 nhiệm vụ: chuyên hút Phật tánh từ bể tánh thanh tịnh Phật tánh vào thế giới loài người, chuyên hút các trung ấm thân bị luân hồi trong các cõi trở lại thế giới loài người để luân chuyển đi trong lục đạo luân hồi. Khi Phật tánh bị hút vào thế giới loài người, cứ quanh quẩn nơi thế giới này, sau cùng gặp một đôi nam nữ đang giao hợp, Phật tánh mới đến gần nhìn. Bất ngờ bị sức hút điện tử âm dương của đôi nam nữ này hút Phật tánh vào đường túi đen và đưa vào tử cung của người nữ ngủ suốt 9 tháng 10 ngày. Sau đó Phật tánh bị dính vào thai nhi. Khi thai nhi được sinh ra thành một đứa trẻ, dần dần được thành là một con người, Phật tánh bị dính vào da thịt của con người. Con người có cái tánh gọi là tánh người. Tánh người có cái vỏ bọc cấu tạo bằng điện tử âm dương
bao bọc toàn thân của con người lại. Tánh của con người có đến 16 thứ mà ông tỳ kheo lành An Huy đã trình bày. Thế giới loài người là trung tâm vận hành luân hồi, có hai cửa như sau. Cửa hải triều âm, nhiệm vụ như tôi đã trình bày ở trên. Cửa hải triều dương chỉ có một nhiệm vụ là đẩy Phật tánh thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Trên đây là hai cửa của trung tâm vận hành nhân quả luân hồi nơi thế giới này. Ở đây, vị nào muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải hiểu rõ bốn phần như sau. Phần 1, phải biết và thực hiện 3 phần: thanh tịnh, sống lặng, hằng chi. Tôi giải thích 3 phần này. Thanh tịnh, tức không suy nghĩ, có công dụng như sau. Khi suy nghĩ thì chông gai của suy nghĩ nhô lên, nên dòng quét của điện tử âm dương kéo cái suy nghĩ của mình, suy nghĩ đi đến chỗ mình suy nghĩ. Đây là nguyên nhân bị luân hồi. Nếu tập tâm được hằng thanh tịnh thì dòng luân hồi không có gì để nó quét đi, nên không bị luân hồi. Dỗng lặng tức tập cho thân và tâm được ở trạng thái không trọng lượng, nên sức hút của điện tử âm dương không hút được. Nhờ vậy, thân tâm được lần lần trôi từ từ vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Khi thân tâm vào đúng trục trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi thì không bị dòng quét của điện tử âm dương nữa. Ai tập được như vậy thì thân tâm của mình tự nhiên như không có. Vì sao có trạng thái này? Vì khi thân tâm được vào trung tâm vận hành nhân quả luân hồi rồi, nó ở trong tình trạng không bị hút của vật lý âm dương, nên thân tâm tự nhiên nghe như không trọng lượng. Vị nào tu tập đến phần thứ hai này gọi là đạt được bí mật thanh tịnh thiền. Hằng chi, khi tu tập thành tựu hai phần nói trên mà tâm lúc nào cũng hằng chi. Nhờ cái hằng chi này mới biết được bốn phần. Một, biết Phật tánh của mình không dính với vọng tưởng của tánh người. Hai, biết thân tâm mình không bị sức hút của điện tử âm dương. 3. Biết mình đang ở trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. 4. Mình nhìn thấy được cửa hải triều dương là cửa trở về Phật giới. Người tu thanh tịnh thiền đạt được 4 phần nói trên chỉ mới được tự tại thôi, chưa giải thoát thì hoàn toàn chưa được. Vì sao vậy? Vì còn thiếu phương tiện để thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi. Phương tiện ấy là gì? Là công đức đó. Nói như người thế gian này thì công đức giống như vàng hay tiền vậy. Ví dụ, mình chuẩn bị hết các phần để đi đâu đó, nhưng vì còn thiếu tiền nên không đi được. Vì vậy, người muốn thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi thì phải có công đức ít hay nhiều. Ông Duy Ma Cật nói về tạo ra công đức và công dụng của nó. Phần 2, vị nào muốn tạo ra công đức thì phải biết 4 việc như sau. 1. Giúp cho người khác biết được pháp môn thanh tịnh thiền này, mà người đó phải thực hiện được thành công thì mình mới có công đức. 2. Số công đức mà mình đã tạo ra, nó được lưu giữ trong vỏ bọc của tánh Phật. 3. Công đức là loại cực dương và rất nặng. 4. Tánh Phật của mỗi người hiện đang bị vỏ bọc tánh người giam giữ ở trong đó. Vì tánh người, nó là cực âm và liên tục co bóp theo chu kỳ của điện tử âm dương. Nghe và biết rõ nhất là co bóp tim của quả tim. Quả tim co bóp là có hai nhiệm vụ: cho máu tuần hoàn khắp châu thân để nuôi sống thân tứ đại này, để cho 16 thứ trong tánh người luôn hoạt động. Nhờ 16 thứ của tánh người liên tục hoạt động nên mới sinh ra
8 muôn 4.000 cái bong bóng ảo giác để cho tánh Phật không còn thấy, nghe, nói và biết thanh tịnh nữa. Nhờ cái ảo giác này mà con người sử dụng cái tưởng mới có hiệu quả như tưởng ông này bà kia làm ra vũ trụ, loài người và vạn vật. Tưởng cầu lạy ai đó, họ đổ phước vào đầu mình. Tưởng cầu xin ai đó, họ đem mình đến nơi nào đó để hưởng sung sướng. Tưởng dụng công ngồi thiền cho thật niêm mật sẽ được giác ngộ và giải thoát. Cũng vì cái tưởng này mà nó dẫn Phật tánh đi khắp trong sáu nẻo luân hồi không ngày cùng. Cũng vì cái tưởng này mà người khôn lanh bịa ra không biết bao nhiêu chuyện để lừa những người ngu khờ dại dột, để họ ngồi trong mát mà hưởng bát vàng. Phần 3. Mục đích của người tu theo pháp môn thanh tịnh thiền là không dính với cái tưởng của tánh người. Đồng nghĩa, tánh người có tưởng tượng ra bao nhiêu kệ nó, mình đừng chạy theo cái tưởng là đủ. Ông Duy Ma Cật nhận rõ cái tưởng này. Cái tưởng là của tánh người, tưởng tượng muôn điều không dính là an. Theo tưởng là phải gian nan, không theo vọng tưởng về sang quê mình. Phần 4. Tánh Phật được tự do thoát ra ngoài trung tâm vận hành nhân quả luân hồi để trở về bể tánh thanh tịnh Phật tánh. Đây là công thức tuyệt mật mà từ trước đến nay chưa dạy chỗ đông người. Hôm nay, duyên lành của quý ông bà nhờ ông Ananda hỏi nên Đức Thế Tôn mới bảo tôi nói chỗ tuyệt mật này. Ông Duy Ma Cật chắp tay nhìn Đức Phật và trình nói: Kính bạch Đức Thế Tôn, phần nói căn bản của pháp môn thanh tịnh thiền con đã trình bày xong, kính xin Đức Thế Tôn kiểm chứng cho con. Còn về phần vượt cửa hải Triều Dương để về Phật giới, con không dám trình bày. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy cho đại chúng và ông Ananda biết. Kính xin Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu của con. Đức Phật có lời khen ông Duy Ma Cật và dạy như sau: Này ông Duy Ma Cật, Như Lai có lời khen ông và xác nhận ông đã trình bày thật rõ ràng, rành mạch về pháp môn thanh tịnh thiền này. Phần vượt cửa hải Triều Dương để trở về bể tánh thanh tịnh, Như Lai sẽ dạy phần này. Đức Phật dạy: Người đã tạo ra được công đức thật nhiều hoặc vô lượng rồi mà thực hành đúng pháp môn thanh tịnh thiền, khi người đó hết tuổi thọ, tự mình đến cửa hải Triều Dương. Vừa đến, cửa này tự động mở ra và đẩy vỏ bọc tánh Phật và khối công đức của người này vào bể tánh thanh tịnh. Khi vỏ bọc tánh Phật và khối công đức vừa qua cửa hải Triều Dương, ánh sáng điện tử quang chiếu vào vỏ bọc tánh Phật và khối công đức. Tức khắc, khối công đức liền định hình là một ngôi nhà pháp thân thanh tịnh. Cũng từ trong ngôi nhà pháp thân thanh tịnh này, khối công đức ấy hình thành ra một kim thân Phật. Tánh Phật ẩn vào kim thân Phật này, tức khắc một vị Phật được sinh ra. Một vị Phật được sinh ra, việc làm của vị Phật có 5 nơi tùy theo số công đức của vị Phật ấy như: 1. Vị Phật có công đức vô lượng thì được phân thân đến bất cứ đâu trong càn khôn vũ trụ, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 2. Vị Phật có công đức thật nhiều thì được phân thân đến một vùng tam thiên, đại thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 3. Vị Phật có công đức vừa thì được phân thân đến một vùng trung thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 4. Vị Phật có công đức nhỏ thì phân thân đến một vùng tiểu thiên thế giới, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. 5. Vị Phật có công đức thật ít chỉ được phân thân đến thế giới mà trước kia vị Phật đó sinh sống, thấy người nào muốn giải thoát giúp họ. Đức Phật dạy thêm: Vị Phật có công đức thật ít tự mình
không vượt cửa hải triều dương được, thì trong bể tánh thanh tịnh có vị Phật đến cửa hải triều dương trợ giúp người này vượt qua cửa hải triều dương. Đức Phật dạy đến đây hỏi đại chúng: vậy trong đại chúng có người nào chưa hiểu pháp môn thanh tịnh thiền hay thắc mắc điều gì, cứ đứng lên hỏi, Như Lai sẽ giải đáp cho. Đức Phật vừa dứt lời, có rất nhiều người đưa tay lên xin hỏi.